ai giúp Bộ trưởng Nguyễn Văn Thệ thoát nạn. Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương dài 62 cây số với số tiền đầu tư lên tới gần 10.000 tỷ đồng, tức khoảng 500 triệu Mỹ Kim. Đây là số tiền khủng và là miếng mồi béo bở của các quan chức Bộ Giao thông vận tải và phe nhóm lợi ích ăn theo. Chính vì vậy, sau 10 năm sử dụng, đến nay, tuyến đường này còn liên quan đến một vụ án làm thất thoát tiền nhà nước lên đến 725 tỷ đồng, tương đương 36 triệu Mỹ Kim. Nói cách khác là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương bị biển thủ mất 36 triệu Mỹ Kim. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao công bố ngày 26 tháng 10 vừa qua, thì ông Đinh La Thăng, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải bị truy tố cùng với ông Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng và Đinh Ngọc Hệ, tức Úc Trọc, cựu Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn thuộc Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, mặc dù có tên trong hồ sơ khởi tố, nhưng đương kim Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể được thoát tội vì Viện Kiểm sát tối cao cho rằng hành động của ông Nguyễn Văn Thể không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự. Mặc dù theo kết luận điều tra của Bộ Công an, việc ông Nguyễn Văn Thể trong cương vị là thứ trưởng bộ giao thông vận tải lúc đó đã ký các văn bản chỉ đạo tổng công ty cửu long và chủ trì kết luận nhiều cuộc họp để chỉ đạo lập thủ tục phê duyệt dự án ký văn bản gửi bộ tài chính kiến nghị thực hiện phương án tài chính ký văn bản gửi thủ tướng chính phủ đề xuất chỉ định công ty yên khánh làm nhà đầu tư ký quyết định phê duyệt đề xuất dự án theo hình thức bot là không đúng quy định của pháp luật cao tốc trung lương được xây dựng từ năm 2004 với nguồn vốn ngân sách quốc gia. Do đó, sau khi hoàn thành, Bộ trưởng Bộ Giao thông, lúc đó là Đinh La Thăng, được giao trách nhiệm thực hiện việc bán bản quyền thu phí, lấy tiền hoàn trả ngân sách. Do mối liên hệ có từ trước, Thăng tìm cách giới thiệu Úc Trọc, Đinh Ngọc Hệ và giúp công ty Yên Khánh trúng thầu đấu giá quyền thu phí từ 2014 được biết công ty Yên Khánh do út Trọc đứng tên làm chủ nhưng không có bộ máy quản lý, không có nhân sự, cũng không có vốn và hoạt động như một công ty ma trong mục đích lường gạt. Vì vậy, trong hai năm sau đó, ngoài số tiền bán đấu giá 2.000 tỷ đồng, công ty Yên Khánh chỉ nộp ngân sách khoảng 600 tỷ đồng, không bằng số lẻ của vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Những phanh phui cho thấy rõ, Đinh Ngọc Hệ đã thao túng, gian dối chiếm đoạt 725 tỷ đồng là tài sản nhà nước với sự a tòng của Bộ trưởng Đinh La Thăng cùng hai Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và Nguyễn Văn Thể. Dưới thời Ba Dũng làm Thủ tướng, có ba bộ được dư luận gọi là ăn không chừa thứ gì, đó là Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế. Vũ Huy Hoàng của Bộ Công Thương đang bị truy tố sau một thời gian nghỉ hưu gần như bị quản thúc. Đình La Thăng thì đang ở tù còn Nguyễn Thị Kim Tiến mất chức, vì lùm xùm, dù nhập thuốc ung thư giả, nhưng chưa bị truy cứu trách nhiệm. Nay đến phiên Nguyễn Văn Thể, đàn em của Đinh La Thăng, bị khui có liên quan đến công trình đường cao tốc Trung Lương. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Nguyễn Văn Thể có thời gian được Đinh La Thăng chỉ định phụ trách dự án này. Đáng lý ra phải bị truy tố đã để cho Đinh Ngọc Hệ chiếm đoạt tài sản nhà nước một cách dễ dàng đến khó hiểu nếu nói rằng không có đủ yếu tố để buộc tội hình sự ông nguyễn văn thể vậy còn thiếu cái gì trong chế độ cộng sản sự tham nhũng của các quan chức là một hệ thống của sự ăn chia từ trên xuống dưới như một quy luật bất thành văn cho nên trong một đường dây tham nhũng khi đã bị xem xét truy tố thì ai cũng bị dính bị buộc tội tham ô thì đâu chỉ là một hai người mà là một đám một băng với nhau Do đó, Viện Kiểm sát nói rằng Nguyễn Văn Thể không đủ yếu tố buộc tội hình sự là chuyện rất khó hiểu. Ở một khía cạnh khác, dù đại án cao tốc trung lương còn cho người ta thấy hệ thống luật pháp của chế độ chỉ nhằm răng đe và trừng phạt người dân, còn đối với cán bộ thì xử theo luật phe nào trong đảng. Cũng có người cho rằng nếu như chuyện này xảy ra năm 2019 hay đầu năm 2020, chắc ông Nguyễn Văn Thể đã bị truy tố ra tòa. Nhưng từ ngày Nguyễn Tấn Dũng tái xuất giang hồ từ tháng 9 đến nay, tình hình có vẻ thay đổi. Phe Nguyễn Tấn Dũng không còn bị lép dế nên khi ông ta xuất hiện trở lại, đàn em của ba Dũng cũng ngoi lên bao che cho nhau là chuyện bình thường. Hóa ra, ông Nguyễn Văn Thể thoát tội hình sự, làm gì được ba Dũng ra tay cứu vớt. Vì vậy, đối với cán bộ lãnh đạo đảng cộng sản việt nam trách nhiệm bảo vệ tài sản nhà nước chỉ là câu nói hoa mỹ ngoài cửa miệng hay chỉ tồn tại trên giấy trong khi trong thực tế họ coi đó là tài sản chùa mạnh ai nấy xẻ thịt